mới tặng trời ơi, vợ chú Cùi ở đâu ra? Dạ, vợ chú Cùi em mà nhỏ nó ở dưới Trường Giang chết lâu rồi. Dạ. Rồi, con ở trên con ngoài chú Bay cho bé. Ngoài chú Hằng ra còn một con vật nữa, con gì? Có sao ạ? Đúng luôn, trời ơi, quà đâu, quà đâu? Đi quà cho bé nè. Trời ơi, hay quá. Lấy quà đi con. Hả? Trời, lại cái đó nữa hả? Lấy cái khác đi. Con lấy cái khác đi. Nhiều quà lắm mà sao? Trời ơi, nữa hả? Thôi nè nè, bây giờ con ngó cho con thấy cái gì lạ. Trời ơi, cái này khác nè. Đó, một chiếc đồng hồ hiệu Casio 100 mét. À, về nhớ gắn pin cho nha con. Đây, rồi một câu hỏi khác dành cho các bạn. Ngoài chú Cùi, Thỏ Ngọc và chị Hằng, đúng không? Thì bạn nào cho chú Cùi biết là ngày Trung Thu, đúng không? Ngày Trung Thu chúng ta còn đón chào một nhân vật nữa. Rất là các bạn trẻ rất là thích, các bạn nhỏ rất là thích. Mà Hòa đến xuất hiện với nhân vật đó là có tiếng tấm đó. Không rồi. Trời ơi, ba nhắc con đồng luôn hả? Mỗi lần xuất hiện là sẽ nghe tung 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 tung. Và cùng với hai chú lân của chúng ta sẽ cùng đi rước đèn. Ở đây bạn nào đã từng đi rước đèn rồi vô tay? Con đi chưa? Con được đi rước đèn chưa? Nhỏ nhát quá. Con đi rước đèn chưa? Bé chưa hình dung được câu hỏi của chúng mình. Con ở anh dịch đi anh dịch. Nhỏ bên kia có được đi rước đèn giờ chưa? Chưa mày đi. chưa biết mày đi. Con đi rước đèn bây giờ chưa? Ở đâu nè? Ở trong đi chơi. Ở trong khu chơi hả? Rồi trời ơi, con đi rước đèn chưa? Ở đây quý anh chị nào chúng ta đã từng được đi rước đèn xin giơ tay. Có cái ông ở nước ngoài không được đi kìa. À, mà sao không được đi rước đèn? Các anh chị ở Việt Nam ta chưa được đi rước đèn bao giờ hả? Dạ. Ờ, tí nữa được đi. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng trở về với tuổi thơ để chúng ta cùng đi rước đèn với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục rất là đặc sắc. Ở nhà ai là người nấu ăn cho tụi con? Mời con. Cook. Ở nhà ai nấu ăn cho con? Hả? Mẹ. Rồi con, ở nhà ai nấu ăn cho con? Nhỏ chưa hiểu câu hỏi luôn. Chắc từ giờ tới hết chương trình nó mới hiểu. Con, ở nhà ai nấu ăn cho con? Mẹ con ở nhà từ mẹ bà. Ủa vậy luôn hả chị? Trời ơi, chồng chị đó hả? Trời ơi, gương đàn ông gương mẫu ở đâu ra vậy trời? Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật nấu ăn rất giỏi. Và ngoài tài năng nấu ăn ra, anh còn có một tài năng nữa, đó là anh có thể sử dụng những dụng cụ trong bếp để biểu diễn cho chúng ta coi. Và một chào tay thật lớn để chào đón anh đầu bếp vui tính, nghệ sĩ Minh Mẫn, xin mời. Chúng ta cùng nhận và chào tay thật lớn nha. Một món vật dụng rất là quen thuộc và nhà ai cũng có những vật dụng này trong bếp cả. Wow! Chảo, muôi, trứng đang được ở một gia công hứng. Trời ơi! Rồi, mấy cái trứng rồi. Trời ơi!
biệt là quý vị nào chúng ta ở nhà thường xuyên nấu ăn, chúng ta có thể luyện tập theo cách của nghệ sĩ Minh Bạch để không gian bếp chúng ta thêm phần vui nữa. Không nên xài đĩa sành, đĩa sứ dễ bể. Anh đầu bếp vui tính của chúng ta đã trải qua 30 năm trong nghề, và hôm nay anh đã rất thành thục lưu luyện. Quý vị thân mến, đây là những chiếc chân Đà Lạt. Quý vị nào muốn mua chân Đà Lạt thì liên hệ nghệ sĩ Minh Mật. Ở ngoài không có bán loại chân to như vậy đâu. Hay quá. Không, bây giờ trên tay của nghệ sĩ Minh Mình ta đó là buồn trên chân Đà Lạt. Thế là nãy giờ cồn dây không hả? Lưu ý quý phụ huynh cũng như các bạn nhỏ, chúng ta không thử tiết mục này dưới mọi hình thức tại bất kỳ đâu. Trời ơi, tiết mục giao rất nguy hiểm. Ba giao. Trời ơi, chỗ ta nghệ sĩ Nhí, anh đầu bếp Nhí của chúng ta đó là hai chiếc đũa. Và bây giờ, trời ơi, giữ thăng bằng, giữ chiếc dĩa bằng hai chiếc đũa. Ta sẽ cùng đến với màn trình diễn của anh đầu bếp Nhí. Vỗ tay cho quý vị ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Đây, không đổi đầu nữa. Đứng yên cho con, đừng có nhúc nhích cho con. Đứng yên nha. Wow. Những chàng vỗ tay luôn rồi à. Vỗ tay cơ. Chưa kịp vỗ xong luôn. Đây, tặng quà cho con nè.
con gái đó hả? Rồi tặng chút phần đi. Đưa con, đưa. Còn bây giờ thì anh đội biên yếu chúng ta sẽ trổ tài đón trứng. Đó, hello, trời ơi, tặng cho cùng Rubik chơi luôn, tài chỗ. Trời. Rồi xong. Tiêu đi trứng rồi. Cùng một giờ mới đến dành cho nghệ sĩ nhí của chúng ta, rất dễ thương. Cảm ơn con nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn, một vật dụng mà